Các bạn thân mến, như vậy là sau một năm, sinh nhật của đồng chí Thao Chim Cô Gái cũng đã đến ngày rồi. Và ngày sinh nhật của mình là ngày 26 tháng 5 các bạn ạ. Thì nếu như các bạn nào đã theo dõi những cái Zalo và những cái thông tin cá nhân, cũng như đã theo dõi những cái kỳ sinh nhật trước, thì bao giờ cũng có tri ân khách hàng. Và hôm nay như cái kênh Con Giống Đa Điểu thì cũng sẽ được thông báo là đối với những khách hàng tính từ 10 ngày trước 10 ngày, có nghĩa là hôm nay là ngày mai là ngày 16, thì bắt đầu áp dụng từ ngày mai. Đấy, từ ngày 16 đến ngày 26 với tất cả những khách hàng mua con giống đa điểu. Đấy, thì các bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá để tri ân, cũng như là cái tình cảm của đồng chí Thao gây dựng kênh Chim Cô Gái và kênh Con Giống Đa Điểu. Thì đối với các bác đang mua với cái giá sàn ví dụ như là 2,1 triệu thì sẽ được giảm giá còn 2 triệu, và với các bác mua ở bất kỳ cung giá nào thì đều giảm giá 100.000. Nhưng cái tổng số tiền giảm giá sẽ không vượt quá 1 triệu các bạn nhé, không vượt quá 1 triệu. Đấy, thì đây cũng là một cái thông tin khá là hấp dẫn đối với những bạn nào lấy với cái mức 10 con trên dưới 20 con, đúng không ạ? Thì đấy là cũng chỉ là cái tình cảm, cái tấm lòng tri ân của đồng chí Thao đối với các bác nông dân và các bác chăn nuôi. Thì với những lứa đa điểu to thì cái giá nó có thể hơn 2 triệu thì sẽ áp dụng từ ngày 16 đến ngày 26 là sẽ có cái giảm giá như vừa thông báo trên. Thì mong rằng quý các bác anh em đã lấy rồi hoặc là chưa lấy xem cái video này, cũng chia sẻ và mình sẽ áp dụng để tri ân, đưa đến một cái thông tin đẹp đẽ, cũng giảm bớt cái phần lãi suất sau cái đợt Covid, và cũng để cho khách hàng biết được cái tấm lòng cũng như là cái quan điểm gần gũi với bà con, gần gũi với anh em trong mọi phương diện. Đấy, từ những cái con chim hàng năm đều có những cái dịp tri ân khách hàng, và năm nay sẽ là năm đầu tiên được đồng chí Thao thông báo là tri ân về con đà điểu, bởi vì cái doanh số mình cung cấp ra thị trường về con giống đa điểu là rất là nhiều, lên đến vài nghìn, hàng vạn con giống. Thì các bạn cũng có thể là nắm bắt được thông tin, và nếu như các bác nào mà mua trong cái dịp từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 thì chắc chắn là sẽ có cái phần tri ân khách hàng và giảm giá. Đó cũng là cái phần giảm bớt cái phần lãi suất trong kinh doanh của đồng chí Thao, và đó cũng là cái tình cảm để cho giữa người xây dựng kênh Con Giống Đa Điểu với bà con chăn nuôi được gắn kết hơn, để nó là một cái kỷ niệm, để đó là một cái gì đấy gần gũi nhau hơn. Và số điện thoại của em là 033 530 5982 và 0989 177 982. Trang trại cơ sở con giống của em hiện đang thuộc cổng trại đa điểu, ngay cổng trại nghiên cứu đa điểu, thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và đó là cái thông tin chính xác, chính thống. Mong rằng quý vị và các bạn có thể nắm bắt được cái thông tin này, cũng như chia sẻ cái thông tin này trên các trang cá nhân, các trang mạng xã hội, để các quý bà con có thể là nắm bắt được cái thông tin đẹp, để quý vị các bạn có thể là đang có nhu cầu vào giống vào giữa mùa hè này, thì quý vị bà con có thể là được, có thể là giảm giá dù 500 một triệu, phần nào cũng đỡ được cái phần kinh tế sau mùa Covid, mà hỗ trợ được cái phần các bạn dùng thuốc, dùng thang, dùng xăng, dùng cộ, các bạn đi lại, các bạn vào giống. Nói đến kinh tế thì ai cũng phải quan tâm thôi, đúng không ạ? Thì dù nhiều dù ít, đối với các bạn dù 500 một triệu thì nó không đáng gì, nhưng đối với mình áp dụng như vậy là gần như là mình đã mở rộng tấm lòng và cũng đã giảm bớt cái phần lãi suất trong kinh doanh, có thể là lên số lượng cũng không phải là ít. Đấy, đó là với cá nhân mình sẽ làm được cái việc như vậy thôi. Hy vọng rằng quý vị các bạn có thể xem cái clip này
Đấy, thì mình nói lại một nữa là tất cả những cái giá niêm yết đang được áp dụng bán ra theo từng cung bậc và từng lứa tuổi thì sẽ được giảm đi 100.000, và số lượng giảm so với không giảm là không quá 1.000.000 đồng. Đó. Thế thì quý vị các bạn yên tâm là mình đã ra chương trình thì mình thực hiện công bằng, dân chủ và rất là khách quan và rất là minh bạch. Đấy, và đang cam kết với quý vị các bạn là như vậy. Từ những cái đợt khuyến mại của kênh Chim cũng như đến bây giờ là lần đầu tiên mở rộng tấm lòng của khuyến mại kênh Gia Điểu thì mình luôn luôn áp dụng với quý vị và các bạn là như vậy. Đấy, cuối video mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm những video của đồng chí Thao Chim Mua Gáy tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đó, thì nhí đọc ngày sinh nhật, sáng nhật của bố nha. Rồi, 2/5, tốt, tưởng là con gái không nhớ ngày sinh nhật của bố, vứt. Ok, có lẽ là đồng chí Thao xin thông báo cái 10 ngày áp dụng cho 10 ngày trước thì sinh nhật sẽ áp dụng cho quý bà con nông dân năm nay. Đấy, hy vọng rằng là cũng là một cái dịp để chúng ta nhớ đến nhau và gần nhau hơn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bể nước lời ru của bầm.